hôm trước người ta mở ở đây, xong rồi có cái nhà đây nè, nhưng sau này người ta bán cho người khác nó mới đập cái nhà xong. Lâu quá rồi. Dài ghê nha, dài không quá. Chị cũng đập nè. Đồ đồ đập này lấy cái hoa về mà nấu nước uống á, xên lên rồi cái nó chặt sầu riêng mình, nó chặt phải chỗ nó ăn luôn rồi nè, nó ăn giỏng hết trên sầu riêng mình rồi nè. Hay là quả này nó rụng. Không, người ta chặt ăn quá tiền. Nó tỉ nhánh dễ sợ luôn. Lấy cái áo nó chùm vô. Áo nó đâu rồi ta? Mà làm cỏ làm đồ bữa nay không làm cái xong rồi nó trời ơi nó dơ giấy vậy đó. Mà mình hơi đâu mình làm. Bắt lấy tốt lắm. Làm cái này nó ra lại, làm cái ra lại gì nè. Đập cái ga này. Cái đậu cuối thôi. Bà nội đập cái giống chai này sao bà nội hái được. Mình đập biểu không làm được thì đi ra ngoài mình làm cho. Không để ăn. Bỏ sầu riêng này mà mười mấy quả ốc. Quả nào nữa 3-4 kg. Dễ thương. Nè nó hái nó ăn tại giường mình ăn rồi đây nó ỉa luôn nè. Thôi lắm có mình nó lại có trái gì bịch rồi. Ủa cái này trái nhỏ mà. Có mấy trái bự nữa. Nhưng mà bự nhỏ thì lẫn vô bụng 18 xiên rồi. Phá xóa thì quả thằng Long nó bay mẹ bắt vàng. Lát rồi ra bay luôn hết đóng cửa. Lấy được cái lát cũng thấy vả lắm. Bởi đây hết rồi còn một quả. Ba rồi. Đất này tốt lắm. Rồi, ta trả được với nó rồi. Đây người đẹp Thái Thanh Long. Wow. To chưa? Ok. Nghe mà sợ không? Không được ngọt lắm vì mấy hôm nay nó đang mưa. Là phải bứt cái đất ra luôn nè. Rồi xong. Rồi hết rồi đó. Ông kè chỉ bứt được 2 quả ổ đó là hết rồi đó. Mớ gà dính trong áo, mớ gà dính trong thịt.